Xin chào quý anh chị và các bạn. Chào mừng quý anh chị và các bạn đã tiếp tục đến với kênh review mỗi nhà đẹp của kiến trúc Misa. Thì tiếp tục là những cái review mỗi nhà 2 tầng đẹp ở cuối năm 2022 và dự sẽ là một cái mẫu rất là hot sau khi hoàn thiện xong ở năm 2023. Thì ngoài những cái mẫu nhà mái Nhật hiện đại 2 tầng nó hơi đơn giản một chút, thì công ty chúng em cũng gần đây có sáng tác được một cái công trình là công trình nhà trung chuẩn ở Sóc Sơn. Chú đã order bọn em làm một cái mẫu nhà mái Nhật mà sau khi mình tìm hiểu cái nhu cầu cũng như là cái sở thích của gia chủ và những cái tầm của gia chủ thì em thấy là nên làm cho gia chủ một cái mẫu nhà nó cũng vừa đơn giản một chút nhưng mà nó cũng không kém phần bề thế và hoành tráng cho gia chủ, để làm sao cho nó đáp ứng được thứ nhất là thẩm mỹ, thứ hai là phù hợp với cái đẳng cấp của những cái người sở hữu cái ngôi nhà đấy, để nâng tầm người ta lên. Thì trong video ngày hôm nay thì em Hiếu sẽ mang đến cho anh chị cái nhìn tổng quan về cái phần ngoại thất cũng như là nội thất của mẫu nhà trung chuẩn này nhé. Thì giới thiệu một chút về công ty kiến trúc Misa. Thì công ty chúng em là chuyên thiết kế và thi công trọn gói công trình nội ngoại thất. Thì bên em có trụ sở tại Hà Nội và các chi nhánh miền Trung tại thành phố Thanh Hóa, miền Nam tại Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Thì nếu như mà anh chị là đang có cái nhu cầu thiết kế và thi công trọn gói thì có thể là gọi trực tiếp của em Hiếu, số điện thoại là 0965 682 680 để em có thể là giúp đỡ anh chị trong cái công việc xây nhà của mình. Ngoài ra thì anh chị có thể là follow cái kênh Facebook, kênh YouTube, kênh TikTok của kiến trúc Misa để chúng em có thể là gửi đến anh chị những mẫu nhà đẹp nhanh nhất ạ. Thì ngôi nhà này nó có kích thước chiều rộng là 8m mặt tiền, nếu mà tính cả phần sảnh le ra ở bên hông thì nó là 9,7m anh chị ạ. Kích thước chiều sâu là 17m là đã tính cả sảnh và cái phần bếp phụ đằng sau này anh chị, nếu mà không tính bếp thì nó chỉ rơi vào đâu đấy là khoảng 12-13m và tính cả sảnh là 14m thôi. Vì tổng diện tích sử dụng của cái ngôi nhà này toàn bộ nó là khoảng 250m² một sàn. Cái ngôi nhà này thì được bên em thiết kế là có hai mặt tiền cho nên là nó phù hợp với những cái mảnh đất mà vườn và tương đối rộng một chút. Chiều rộng mặt tiền có thể là trên 10m một chút thì làm nó có cái điểm để mình ngắm thì nó sẽ rất là đẹp. Tuy nhiên thì nếu như mà anh chị muốn xây một cái phong cách như thế này và với cái kích thước khác ấy, thì vẫn có thể điều chỉnh được và sẽ được sáng tác riêng cho cái khu đất nhà mình. Thì để lên được cái mặt bằng công năng và phối cảnh của ngôi nhà phù hợp với cái mảnh đất thì trước hết là không bỏ qua được cái quá trình khảo sát, đo đạc hiện trạng và tính toán phong thủy cũng như là cái hướng nắng hướng gió. Thì được sự đồng ý của chú chuẩn thì anh em công ty đã đến tận nhà chú tại Sóc Sơn để khảo sát, tư vấn và bước đầu đưa cho chú những cái ý tưởng trong cái quá trình thiết kế của mình. Thì để quý anh chị có thể hình dung ra được cái ngôi nhà rõ nhất thì em cũng sẽ phân tích kỹ hơn về đặc điểm ngoại thất của ngôi nhà từ cái kiểu dáng đến hình khối 3D anh chị nhé. Anh chị nhìn vào cái hình 3D thì sẽ thấy ngôi nhà này nó đậm chất luxury và rất là đẳng cấp và nó bề thế vô cùng. Mẫu nhà này có hai mặt thoáng. Trong đó mặt tiền là được 8m và trang trí thì nó cũng rất là tỉ mỉ anh chị nhé. Theo cái kiểu mà nó hơi bị phào chỉ và hơi bị tân cổ điển một chút ở phần sảnh và ở phần tầng 1. Thế còn trên tầng 2 thì sẽ làm tối giản đi cho nó nhẹ nhàng bớt đi. Ở cái khu vực sảnh chính thì nó có một cái hệ bậc ngũ cấp xây là tương đối cao lên so với cái mặt sân đấy anh chị ạ. Nó phải là 75cm, mỗi bậc là 15cm anh chị nhé. Thì cái đế này nó cao như vậy để tạo nên cái sự bề thế cho ngôi nhà, tạo cái chân nhà nó vững chắc hơn, nó có cái độ khỏe hơn. Và không những thế thì cái đế này được bọn em ốp vào đấy chính là gạch thẻ, và hoặc là anh chị có thể dùng cái loại gạch đá rối chẳng hạn, thế anh chị ốp vào thì nó vừa chống mốc ở chân tường và lại còn vừa làm cho cái đế nhà nó khỏe khoắn hơn rất là nhiều. Thì đây là cái phương án mà bọn em hay sử dụng cho những cái mẫu nhà vườn và những mẫu nhà mái Nhật, mái Thái, nó có cái đế cao hơn so với cái phần sân. Tiếp theo thì khi anh chị nhìn vào sảnh ngôi nhà này thì anh chị có thể nhận thấy ngay đây chính là cái phần sảnh này có cái kiểu thiết kế nó khá là tân cổ điển. Thứ nhất là cái phần cột của nó. Phần cột này thì được bọn em thiết kế là ngôn ngữ tân cổ điển rất là đặc trưng rồi, về những đường phào chạy ngang và những đường kẻ chạy thẳng và những cái hoa văn đắp ở chân phào đây. Bên cạnh đấy ở đầu phao là được nối với nhau bởi những cái phao ngang, những cái phao ngang chạy xung quanh và được ở chính giữa là có điểm nhấn, đấy chính là cái khóa vòm này.
Ngoài ra thì phần cột này thì sẽ được sơn trắng hết, còn cái phần trên, phần thân của cái sảnh thì sẽ được ốp đá, đấy chính là đá marble màu vàng. Thì hai màu này là hai màu chính để tạo nên cái sự sang trọng cho một cái ngôi nhà. Thường thì những cái ngôi nhà tân cổ điển thì sẽ được sơn màu trắng và sử dụng màu vàng này rất là nhiều lần lặp lại. Tại vì hai cái này nó đi với nhau thì nó sẽ tạo nên cái hiệu ứng sáng, tinh khiết và hoành tráng cho cái ngôi nhà anh chị nhé. Được sử dụng cho ngôi nhà này chính là cửa gỗ lim Nam Phi. Ở cái thời tiết này của Việt Nam mình thì sử dụng gỗ thì chắc chắn là bây giờ độ bền nó thì không được như là dùng cửa nhôm hệ sinh pha. Thế nhưng mà vì cái sảnh này được bọn em thiết kế những cái phần mái che và những cái phần thước cột các thứ tường bao xung quanh rồi, cho nên là về cái phần thời tiết của nó thì cũng được đảm bảo một cái phần nào, cho nên là mình cũng yên tâm hơn khi sử dụng là những cái cửa gỗ vào những cái phần sảnh này. Thế còn tất cả những cái cửa còn lại ở những cái vị trí nó sử dụng trong phòng hoặc là cửa ra ban công chẳng hạn, thế và tất cả các cửa còn lại thì sẽ được sử dụng cửa nhôm hệ sinh pha để cho nó nhẹ nhàng cho cái ngôi nhà này anh chị nhé. Thì đối với cái mặt là tiền ngang của ngôi nhà, đấy là kích thước 17m được chia làm 3 vế, nó rất là rõ ràng. Thì cái vế đầu tiên thì sẽ là cái vế sảnh này. Anh chị nhìn cái sảnh này nó có sang trọng ạ. Thì tiếp theo sẽ là đến cái phần phòng khách và phần sảnh phụ. Sau đấy thì sẽ là phần công năng đằng sau và một cái bếp ăn ở phía sau cùng của cái nhà này. Trên này thì sẽ được làm sân phơi. Đó, thì ở cái phong cách này thì bọn em đã thiết kế cho chú Chuẩn là cái sảnh phụ này nó cũng mang cái dáng dấp của cái sảnh chính anh chị nhé. Thì nó cũng mang cái dáng dấp đấy để tạo nên cái sự liên kết và đồng nhất cho cái kiến trúc của ngôi nhà. Thế nhưng mà đặc biệt là với cái sự hoành tráng và sự chắc chắn của cái đế ở sảnh tầng 1, thì ở trên tầng 2 thì sẽ được dùng tất cả các hệ là hệ cột tròn, tạo nên cái sự bay bổng và nhẹ nhàng cho công trình. Nó cũng là một cái sự điểm nhấn lặp lại của cái thước phào vòm tròn này, thì nó sẽ tạo lên một cái sự nhẹ nhàng trong những cái đường nét ngang bằng số thẳng của cái mẫu nhà mái Nhật này anh chị nhé. Thì yếu tố tạo nên cái sự luxury cho ngôi nhà 2 tầng thì chính là cái màu sắc được phối kết hợp với nhau theo một cái tông nó rất là sang trọng và nó nền nã thôi, chứ nó cũng không quá là loè loẹt anh chị nhé. Màu nền thì vẫn là gam màu trắng này, trẻ trung và toát lên cái độ sáng, độ mới. Và lâu về lâu thì nó sẽ không bị lỗi mốt so với các màu khác anh chị nhé. Ngoài ra thì em đã sử dụng màu vàng để kết hợp tạo nên cái sự sang trọng và quyền quý đẳng cấp cho cái ngôi nhà. Còn lại thì sẽ sử dụng những cái màu nó tự nhiên một chút để cho cái ngôi nhà của mình được tạo nên cái sự thân thiện với thiên nhiên. Ví dụ như là đá rối hoặc là gạch thẻ này, hoặc ốp vào những cái chỗ bồn hoa này. Và trên này thì sẽ được sơn một cái màu xanh rất là nhẹ và dễ chịu ở đây để phân chia những cái phần của ngôi nhà. Và anh chị cũng hoàn toàn có thể là áp dụng được luôn cái màu sơn này cho cái ngôi nhà của mình mà mình không cần đắn đo nhé. Tại vì màu nhà này thì được bọn em nghiên cứu nó rất là kỹ rồi. Thì đối với những cái mẫu nhà vườn mà nó có hướng nó đất rộng rãi và làm đẳng cấp như thế này thì anh chị có thể cân nhắc là làm mái Nhật hoặc là mái Thái thì sẽ rất là bề thế. Và cộng thêm nữa, nếu như gia chủ chịu chơi hơn thì có thể là sử dụng cái phong cách tân cổ điển thì nó sẽ rất là đẹp. Tuy nhiên thì làm cái mẫu nhà mái Thái thì sẽ tốn kém chi phí hơn cái mẫu nhà mái Nhật một chút ở cái chỗ mái anh chị nhé. Thì mái Nhật này thì được bọn em thiết kế là sẽ đổ bằng ở tất cả các hướng loe ra, và phần phía trên này thì được lợp hệ vì kéo thép toàn bộ anh chị nhé, để cho vừa nhẹ và đảm bảo an toàn cũng như tiết kiệm chi phí cho gia chủ. Thì vừa qua em Hiếu cũng đã giới thiệu cho anh chị về đến ngoại thất của mẫu nhà này. Thì anh chị chắc cũng đang thắc mắc về cái nội thất công năng bên trong của cái mẫu nhà ở 2 tầng nhà chú Chuẩn này phải không ạ? Thì em sẽ phân tích kỹ hơn về cái cách bố trí không gian bên trong để anh chị có thể tham khảo anh chị nhé. Mặt bằng công năng tầng 1 thì sẽ bao gồm là một phòng khách 28m2, một phòng ăn thì bao gồm một bàn ăn lớn này và một bàn ăn nhỏ, cộng với lại tủ rượu diện tích thì là 30m2 anh chị nhé. Phòng ngủ 1 thì là 16m2, khu bếp và WC chung tách ra ngoài thì có diện tích là 13,5m2. Thì theo như mong muốn chú Chuẩn thì
chúng em không đặt bếp vào WC vào trong nhà mà tách riêng để cho cái ngôi nhà của mình nó được không bị ám mùi đồ ăn và những cái đồ đạc mà mình mang từ chợ về thì có thể là mang trực tiếp vào bếp mà không cần phải đi qua nhà. Thì điều này thì là nó phù hợp cho gia đình của chú và nó cũng phù hợp cho cái cách sử dụng lâu nay của mình. Đấy là bếp để riêng. Thế còn ví dụ như mình muốn làm bếp ở trong nhà thì điều đấy nó cũng là ok thôi, không có vấn đề gì anh chị nhé. Tiếp theo thì em sẽ giới thiệu thêm về mặt bằng công năng tầng 2. Thì mặt bằng công năng tầng 2 thì bao gồm một sân chơi, một phòng thờ 13,8m², phòng ngủ 2 là 15,9m², phòng ngủ 3 này 13,5m², phòng ngủ 4 là 9,2m² và phòng sinh hoạt chung là 10m². Sân phơi là 15,2m² anh chị nhé. Mẫu nhà hai tầng này thì có cái tổng cái phòng ngủ là 4 phòng, trong đó có 3 phòng ngủ chính rất là rộng rãi và một phòng ngủ hơi nhỏ một chút thì để dự phòng thôi anh chị ạ. Ngoài ra thì không gian phòng sinh hoạt chung thì anh chị có thể là sử dụng chuyển đổi làm phòng giải trí hoặc là phòng làm việc hoặc là học cho các con đều được anh chị nhé. Không gian sân phơi hoặc là sân chơi thì giúp cho ngôi nhà nó rộng rãi hơn và nó có thêm những cái công năng phụ trợ nó giúp ích cho cái ngôi nhà mình có những cái không gian sống nó thoải mái và tiện nghi hơn, thì cái điều này anh chị cũng nên cân nhắc và đưa vào những cái không gian cho ngôi nhà của mình. Thì vừa rồi em Hiếu đã giới thiệu anh chị xong một cái mẫu nhà mà kiến trúc Misa vừa mới sáng tác độc nhất vô nhị có trên thị trường hiện nay. Đấy là em Hiếu có thể cam đoan cái điều đấy. Thì nếu như anh chị yêu thích cái mẫu nhà này thì có thể là để lại cho em Hiếu một like, một subscribe. Thì em Hiếu lấy đấy làm động lực để có thể gửi đến anh chị nhiều cái mẫu nhà đẹp hơn nữa. Ngoài ra anh chị có thể là follow và theo dõi kênh Facebook, kênh YouTube, kênh TikTok của Kiến trúc Misa để Kiến trúc Misa có thể là gửi đến anh chị những mẫu nhà đẹp nhanh nhất ạ. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị trong những video lần sau.